Xin kính chào quý vị khán giả, quý vị đang theo dõi bản tin thời tiết tối trên truyền hình Quốc hội Việt Nam. Quý vị thân mến, mở đầu bản tin là những diễn biến mới nhất về cơn bão Noru. Cơn bão sẽ đi vào Biển Đông trong khoảng chiều tối và đêm mai. Chiều nay thì tâm bão chỉ còn cách khu vực đảo Luzon của Philippines khoảng hơn 500 km về phía đông, cường độ mạnh cấp 10. Dự báo thì trong 24 giờ tới, bão sẽ di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 20 km và mạnh dần lên. Đến 7 giờ ngày 25 tháng 9, vị trí tâm bão ở khoảng 16,2 độ Vĩ Bắc, 123,3 độ Kinh Đông, cách đảo Luzon của Philippines khoảng 130 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh lên cấp 10, 11, giật cấp 14. Do ảnh hưởng của bão thì từ khoảng chiều ngày 25 tháng 9 ở vùng biển phía đông, khu vực Bắc và giữa của Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6, cấp 7. Vùng gần tâm bão sẽ giật mạnh lên cấp 8, cấp 9, giật cấp 11. Sóng biển cao từ 4 đến 6 mét, biển động mạnh. Mặc dù cơn bão Noru chưa vào Biển Đông, nhưng giải hội tụ nhiệt đới nối với cơn bão thì vẫn duy trì và đang tác động đến các tỉnh của miền Trung. Do vậy, trong đêm nay và ngày mai, từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế thì tiếp tục sẽ có mưa vừa, có nơi mưa to. Trong đó, khu vực như là Nghệ An trở vào cho tới Quảng Bình là trọng tâm của vùng mưa lớn với lượng mưa sẽ phổ biến trong khoảng là 70 đến 150mm, có nơi sẽ trên 200mm. Các nơi khác thì lượng mưa nhỏ hơn, dao động trong khoảng là từ 40 đến 70mm. Quý vị lưu ý mưa lớn kéo dài làm gia tăng nguy cơ xảy ra lũ quét, trượt lở đất đá ở khu vực vùng núi. Trong khi đó, từ Đà Nẵng trở vào cho tới Bình Thuận thì cũng có mưa, nhưng mà ở diện rải rác và tập trung nhiều về chiều và tối. Nền nhiệt cao nhất trong ngày mai ở Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế thì vẫn duy trì ở mức thấp, dao động trong khoảng là 27 đến 30 độ. Còn từ Đà Nẵng trở vào Bình Thuận nhiệt độ cao hơn, dao động trong khoảng là từ 31 cho tới 32 độ. Với khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, thời tiết cũng chưa có nhiều biến động. Trong đêm nay thì Tây Nguyên còn mưa rải rác, Nam Bộ thì có mưa vài nơi. Ngày mai cả hai khu vực này đều có nắng gián đoạn trong buổi sáng và đầu giờ chiều. Sau đó thì có mưa, mưa rào và dông thì cục bộ sẽ có nơi mưa to. Nền nhiệt cao nhất trong ngày mai ở Tây Nguyên sẽ phổ biến trong khoảng là từ 27 đến 30 độ, còn các tỉnh Nam Bộ sẽ là từ 32 đến 33 độ. Trở ra khu vực Bắc Bộ ở vùng đồng bằng Bắc Bộ như là ven biển của Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định trong đêm nay và ngày mai thì vẫn là những vùng có mưa vừa, có nơi sẽ mưa to và dông mạnh. Các nơi khác của miền Bắc thì sẽ có mưa vài nơi. Nền nhiệt cao nhất trong ngày mai ở Bắc Bộ sẽ dao động trong khoảng là 29 đến 32 độ, trời khá là mát mẻ. Cuối bản tin sẽ là phần dự báo cho các thành phố trên cả nước vào ngày mai. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm, theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.